Chiều ngày 26 tháng 2 tại sân vận động Hà Lan, phường Mậu Khê đã diễn ra lễ bế mạc giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Đông Triều Cúp Hà Lan năm 2017. Tới dự có đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã và đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Diễn ra từ ngày 18 tháng 2, giải có sự tham gia của 48 đội bóng đến từ các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn thị xã Đông Triều. Trong đó có 21 đội thiếu niên và 27 đội nhi đồng. Qua 68 trận đấu sôi nổi, với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, nhiều tình huống gay cấn và kịch tính. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Đông Triều Cúp Hà Lan năm 2017 được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Đây là cơ sở để ngành giáo dục và đào tạo thị xã đánh giá chất lượng công tác giảng dạy và tổ chức hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao của các nhà trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn. Đặc biệt, thông qua giải sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để thành lập đội tuyển của thị xã tham dự giải bóng đá thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh vào tháng 4 năm 2017. Kết thúc giải đấu, đối với lứa tuổi nhi đồng, đội bóng trường tiểu học Kim Đồng đã giành ngôi vô địch, giải nhì thuộc về đội bóng đá trường tiểu học Hương Đạo. Đối với lứa tuổi thiếu niên, giải vô địch thuộc về trường trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh và giải nhì thuộc về đội trường trung học cơ sở Mậu Khê 2.